Trên YouTube có vị trưởng lão đã mất tu tập theo đường lối của Phật giáo Nguyên Thủy. Tuy vậy, con thấy pháp các vị ấy có nhiều điểm khác biệt với giáo pháp. Vị ấy gián tiếp làm cho người xem đọc hiểu rằng mình đã tu chứng, với mục đích làm rõ giáo huấn của vị ấy có hoàn toàn phù hợp theo chánh pháp của Thế Tôn hay chưa. Xin sư từ bi dành thời gian xem clip để chỉ ra sự sai biệt pháp trong việc hoàn pháp của vị ấy, ngõ hầu tạo thuận lợi cho người học Phật tiếp cận thông tin đúng đắn. Rồi, thứ nhất là thích thông lạc linh hồn không có, phủ nhận các cõi cho rằng đó là do tưởng. Làm cái từng cái trước ha. Thì đầu tiên á là nó đi ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn, và nó đi ngược với kinh tạng. Có rất nhiều bài kinh, nó thẳng là có rất nhiều bài kinh. Tôi chỉ đưa ra một bài ví dụ thôi, là kinh Tệ Túc nha. Trong kinh Tệ Túc á, là ngài Kumara Kassapa, là ngài nói rõ là có các cái cõi siêu hình mà mình không thể nhìn thấy được. Mà nếu như mình học kinh mà học theo kiểu chọn lọc á, tức là cái bài kinh nào nó phù hợp với cái quan điểm của mình thì mình chọn, còn mình tin. Còn cái bài kinh nào mà nó không phù hợp với quan điểm của mình thì mình cho rằng đó là người ta xuyên tạc. Thì cái kiểu đọc kinh có chọn lọc như vậy, sư e là phải xét lại. Tại vì bản thân nó vốn dĩ đã phiến diện rồi. Cái thứ hai là ba thức thông lạc 37 phẩm trợ đạo, thêm tứ bất hoại tịnh, tứ vô lượng tâm thay cho bát chánh đạo. Quý vị biết 37 phẩm trợ đạo á, còn có một cách gọi khác là thất bồ đề phần, tức là bảy nhóm đưa đến giác ngộ. Mà tự nhiên là mình chơi mình dẹp bát chánh đạo ra thì có phải là mình cho rằng bát chánh đạo không phải là yếu tố đưa đến giác ngộ hay không? Rồi mình chơi mình dẹp bát chánh đạo, mình thay bằng tứ bất hoại tịnh rồi tứ vô lượng tâm. Cái đó là gọi là xuyên tạc thẳng về lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái này không có một cái lời nào để bào chữa được hết. Quay trở lại cái vấn đề ở trên, là nếu như anh nói á, là không có các cái cõi siêu hình á, thì sư hỏi như vậy nè, trả lời dùm nha. Vị thánh A-na-hàm đi về đâu sau khi thân hoại mạng chung? Vị đó không còn dục cho nên không thể sanh về cõi dục, mà vị đó cũng không còn cái sắc ái vô sắc ái cho nên cũng không thể sanh về cõi phạm thiên. Như vậy vị ấy sanh về đâu? Trả lời dùm. Rồi rồi tiếp là thích thông là quy y tam bảo, tìm vị thầy nghiêm chỉnh giới luật, chứng đạt chân lý để thọ giới. Sư nói là thà đó, anh nói là anh vẫn còn ô nhiễm. Thà anh nói anh vẫn còn ô nhiễm, nó dễ nghe. Ví dụ như sư không bao giờ sư dám thừa nhận là mình giới hạnh trong sạch như vỏ ốc, không bao giờ vi phạm một cái giới nào, sư không bao giờ nói. Mà một vị thánh, điều kiện đầu tiên của vị đó là giới hạnh vị đó phải trong sạch như vỏ ốc, tức là một chút xíu bợn nhơ cũng không thể có. Mà một trong số đó dễ nhận thấy nhất là y áo phải đúng giới luật cả. Đây. Chờ tí. Bây giờ quý vị hỏi đụng thì phải chạm, chứ biết sao giờ. Đây. Đây. Thấy chưa? Y áo là phải đúng giới luật nha.
nếu anh nói anh là thánh y áo phải đúng giới luật á, chứ còn mà không đúng giới luật là không có được. Đấy. Thì chính vì lẽ đó, đó cho nên là tìm vị thầy nghiêm chỉnh giới luật, giờ tìm ở đâu? Anh kêu người ta tìm vị thầy nghiêm chỉnh giới luật mà bản thân anh thì anh cũng không có nghiêm chỉnh giới luật. Rồi chứng đạt chân lý tức là thọ là chứng thánh, mà bây giờ thì nói như vậy đó, rồi bây giờ làm sao? Đấy. Thành ra là bây giờ thôi, cái người đã mệnh chung rồi thì họ cũng mệnh chung, có đi lên hay đi xuống thì họ cũng đã đi theo nghiệp của họ rồi, cho nên là có nói nhiều thì sư thấy cũng không cần thiết nữa, tại vì họ đã đi theo nghiệp của họ. Cái quan trọng là mình á, coi coi cái lời nào mà nó không phải chánh pháp thì mình tránh đi, mình chỉ nên theo những cái lời đúng theo chánh pháp thôi ha. Rồi không biết sư có ý kiến gì không? Đâu phản độ 3 năm trước á, 3 năm trước chúng tôi cũng tính có ý định là viết cuốn sách đối tội lại bộ 37 ra, cái bộ đường vị sư Phật của Thích Thông Lạc, nhưng mà rồi thì điều kiện rồi cũng quay cũng thấy không nên bắt công quốc, có ai đọc đâu, ai đi viết sách thì thôi bỏ cuốn sách, không đọc người ta hiểu thì người ta kêu ok người ta đi. Còn á về cái không riêng về cái chuyện nói trong cái câu chuyện này là trong cái câu chuyện đạo Thích Thông Lạc này nọ, thì ở đây á quý vị được nhắc chung thôi. Quý vị không phải hỏi một sư là vị sư cực kỳ không tán thành, quý vị đi hỏi sư vị này đúng không, vị này sai không, vị này đúng hay sai. Quý vị hãy tạo cho mình một cái kỹ năng tra kinh điển, có nghĩa là một vấn đề liên quan tới đúng sai, quý vị có cái kỹ năng bị tra trong 5 bộ Nikaya, 1 bộ tạng lực và 1 bộ tạng nguyên pháp, quý vị đủ khả năng để quý vị ngồi quý vị tra ra để quý vị tự viết ông nội này ông nói câu này đúng hay là sai. Chớ còn quý vị biết trình độ thấp quá đó là ta nói gì cũng không biết. Hồi phản đâu năm 2018 sư thử từng thử với 2 vị sa di và mới tu 1-2 năm là mình lẩm bộ mình dạy giáo lý rồi mình nói sai chút đỉnh, mình nói sai đi, mình cố tình mình bẻ cho sai đi, vừa hai ổng vẫn ngồi chép đỉnh bơ không biết gì hết. Xong rồi khi mà xong rồi sư mới nói là nãy giờ tôi thử nghiệm thôi, tôi tử cơ mấy sư có cái trình độ yếu mà hiểu nhiều đó, chúng tôi không dám tự xưng mình hiểu nhiều, nhưng mà con người sư con thì nó phải là đặt 2 con người ra thì nó phải hơn phải kém chứ, thì vì 2 ông sa di đó hoàn toàn không biết gì cả và cứ chép thôi, còn gật gù nữa chứ, hay quá. Cho nên nó khi mà trình độ quý vị yếu rồi đó, quý vị không có đủ để cái bản lĩnh khả năng thì mà quý vị thế nào mà xem xét được là cái người đó đúng hay sai. Và chúng tôi cực kỳ không tán thành quý vị đi hỏi ông A này đúng, ông B này sai, tại sao giờ có nói đi nữa quý vị cũng không hình dung nổi, quý vị nếu quý vị nghe đó thì nó rất là cực kỳ không tương thích, tại vì đâu phải là trình độ quý vị để mà quý vị biết được ông đó đúng hay sai đâu. Ví dụ mình gặp đường xá đi, ai chỉ sai cái đường này đi tới đây, đường này đi tới quán phở Nguyễn Thị B, mình đi mình ta chỉ đường khác mình biết liền, tại vì mình quá rành đường. Nhưng mà sư này ta chỉ sư đi luôn Trung Quốc kiếm cái quán phở không ra thì mình đi luôn, gắng chịu mình là do mình. Còn á ở đây á, ví dụ sư nói cái câu Bali Umanit Yati Loko Ativo Thikho, đời là vô hộ vô chủ, rồi quý vị tin luôn câu đó là đời vô hộ vô chủ, tại vì cái trình độ quý vị không học Bali. Nhưng mà nếu trên room này có ai đó nghe được cái bài hôm nay, bị nào đó có pháp học, trời ông sư chánh tâm ông đọc cái câu đó trật rồi, ý nghĩa của nó là đời là vô thường hằng đưa đến sự hoại diệt. Nhưng mà khi mà mình không có học rồi, mình cứ nghĩ là Bali đó, tại đâu học Bali đó.
giống như mình không biết tiếng Anh, người ta nói I love you là cảm ơn, mình cũng đọc I love you luôn. Mình đi ra mình gặp mấy người nước ngoài đó, mình cứ I love you rồi mình tưởng cảm ơn người ta không nha. Cho nên đó, vấn đề đây là không phải là ông sư cũng giải thích cho mình là vị nào đúng, vị nào sai, mà vấn đề là mình nâng cao cái trình độ mình lên và mình quân tập, mình tập cho mình một kỹ năng là tra kinh điển để cho mình tra đúng, mình tra ra được cái này trong kinh hay không. Có những người đó họ nhắn tin hỏi chúng tôi là sư cái này có đúng không, thì tôi mới nói là có Bali là đúng mà không có Bali là sai, tại vì cái câu này tìm không thấy trong Bali. Bali kim cái việc mà tra Bali không ra, tra Bali không ra thì nó là đa phần hết 90% là do sau này họ nói. Còn nếu đúng là phải có Bali, tại vì cái tạng Bali chỉ định còn nguyên, cho nên mình phải tập cho mình một cái kỹ năng ít nhất là về tạng tiếng Việt thì ngài Minh Châu hoặc là ngài Đá Trên Đá ngài đã dịch cho mình rồi, thì mình lấy cái đó mình cơm cơ sở nó cũng 99%. Chứ còn mà ví dụ như một cái câu nãy sư đọc đó thì mình không có kỹ năng mình tra, bây giờ một vị như sư Tệ thì sư đọc đó, sư Tệ cũng nhớ mãi vì sư Tệ mới nói không biết sư Tâm nó đúng không, sư Tệ mới lật lật nhớ tra ra là này là trong kinh Đó Tháp Ba La và kinh số 82 kinh Trung Bộ, rồi ông lật ra kéo đây bốn câu hỏi con đó có một câu thì sư Tâm nó đúng rồi nè, vậy thôi. Chứ mình không có tra kinh điển á là mình cứ luôn mù mờ và mình không thể nào mình cứ tối ngày mình gặp ông sư mà mình nói là quý vị này nói vậy đúng không, vị kia nói đúng không. Quý sư có thể dắt quý vị ngay từ cái thời điểm ban đầu quý vị vô giáo pháp, quý vị học đạo 10 năm 20 năm mà cũng cứ mừng ông này đúng không kia sai không, quý vị không tự xác định được thì thôi. Thưa nó meo lắm, quý vị cái đời cuộc đời tu hành quý vị nó học giáo lý nó chỉ là chân ở cái bến đổ thôi, nó không được cái mức gọi là được. Thì kết thúc cái câu hỏi này vậy là...